Xin chào tất cả bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái phần chuyên đề lý thuyết và đề cuối cùng về phần lý thuyết của ST. Chúng ta bắt đầu chia thôi nhá. Câu số 1. SDX mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 được tạo bởi từ một axit và một ancol. Vậy ở đây đề bài nó hỏi chúng ta là x không thể là gì? Thế thì chúng ta cần lưu ý ạ. Ở trong cái bài này nhá, thì đề bài bảo là S, chúng ta phải để ý là anh này là anh C5H8O2. Và bởi vì nó là anh C5H8O2 nên ngay lập tức bên trong đầu mình suy luận là ở bên trong anh X này nó phải có một nối đôi CC. Vậy là ST này là ST mà chứa một nối đôi CC. Đúng chưa? Và đề bài hỏi chúng ta rằng là anh này không thể là anh nào. Thế nó mà có chứa một nối đôi CC rồi mà được tạo bởi từ một axit Y và một ancol Z. Thế thì chúng ta cùng nhìn nhá. Nếu nó là được tạo bởi từ axit CH3COH thì nó sẽ có dạng là CH3COO này, C này, C nối đôi C, thỏa mãn đúng không? Thỏa mãn. Nhưng nếu được tạo bởi từ CH5COH thì nó sẽ là C2H5COO này, C nối đôi C. Thì anh này không phải là được tạo bởi từ một ancol Z. Đúng không? Vì vậy nên Y không thể là B. Các bạn hiểu chưa? Rất là dễ đúng không ạ? Quá dễ dàng đối với chúng ta. Nhảy câu nào hỏi EQ một tí xíu. Câu số 2 ạ. Ở ruột non của cơ thể người thì nhờ xúc tác của enzyme như lipasa và dịch mật, chất béo thì bị thủy phân thành gì? Thì chất béo nó sẽ bị thủy phân thành axit béo và glycerol. Đúng không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án câu số 3. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành methylformate. Hai chất phản ứng với nhau tạo thành methylformate. Công thức của methylformate là HCOO CH3. Vậy đáp án đúng là HCOH và CH3OH. Quá dễ. Câu số 4 đó. Thủy phân hoàn toàn STX hai chiếc mạch hở có công thức phân tử là C6H10O4 trong dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai muối và một ancol. Về công thức của X là thế giờ chúng ta phải nhìn thôi nhá, chúng ta phải thử thôi chứ 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 không có cách nào khác cả ngoài cách thử. Thế thì mình nhìn thấy ngay là IA là thu được một ancol là C3OH và một ancol là C5OH, loại luôn đây đúng không bạn? IB mình thu được một ancol là C3OH, một ancol nữa, cả hai ancol đều là C3OH, vậy là một ancol đúng chưa? Nhưng mà ở đây mình chỉ thu được một muối đúng không, loại nốt. Tương tự như vậy IC chúng ta thu được một ancol đúng không, IC đấy chúng ta thu được một ancol nhưng mà cũng chỉ thu được một muối là CH3CONa, loại nốt. Vậy mình chỉ còn IG đấy, IG này mình sẽ thu được đây muối là HCOONa đúng không, muối nữa là muối C2H5COONa và một ancol là C2H4OH 2 lần. Đáp án đúng đáp án gì? Thì câu 4 lại trở thành câu dễ. Câu 5 ạ. Câu 5 là đề thi thử của trường Trung học phổ thông Quang Hà Vĩnh Phúc lần 1 năm 2020, thực hiện phản ứng ete hóa giữa axit acetic với glycerol. Thực hiện phản ứng ete hóa giữa axit acetic với glycerol thì số sản phẩm hữu cơ chứa chức este có thể thu được là, ở đây đề bài yêu cầu chúng ta chỉ là số sản phẩm hữu cơ chứa chức este thôi nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ đặt cho cái thằng gốc mà chứa axit acetic này là số 1. Còn những gốc mà không chứa axit acetic thì nó sẽ là số 0. Glycerol có 3 chỗ để cắm, vậy mình sẽ có này. Đầu tiên là 100. Sau đó là 010. Được chưa? Sau đó hai thằng 1 đính này, 110 này. 101. Đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? 1 một một là cả ba gốc tính ra. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là đáp án diện A 500. Câu số 6, số đồng phân este của axit formic. Ui cái câu này sử dụng chiêu 3 4 5 2 4 8 có thấy rất xịn này. HCOO C3H7. H tương ứng với lại 0 này. C3H7 tương ứng với 3 này. 0 có 1, 3 có 2. 1 nhân 2 bằng 2. Vậy số đồng phân este của axit formic có công thức phân tử là C4H8O2 là chúng ta chỉ có hai anh thôi. Vậy 6 của chúng ta đáp án A.
Câu số 7 ạ. Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ. Thí nghiệm trên dùng để tách hai chất lỏng này phải không tan vào nhau. Axit acetic và ancol tan vào nhau. Axit acetic và nước cất tan vào nhau. Natri acetat và ethanol cũng tan vào nhau. Chỉ có ethyl acetat là este và nước cất là axit thì hai thằng này không bao giờ tan vào nhau. Và thằng este nổi lên bên trên, thằng nước cất chìm xuống phía dưới. Vậy câu 7 đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 8. Este vừa tham gia được phản ứng trắng bạc, vậy đầu nó phải là HCO. Vừa tham gia được phản ứng trùng hợp. À, đây. Trắng bạc trùng hợp được, thằng này không trắng bạc được. Trắng bạc trùng hợp được, thằng này không trắng bạc được. Vậy loại được B, loại được C rồi. Loại được B, loại được D rồi. Chất hữu cơ Y khi thủy phân trong môi trường kiềm thì thu được ancol Z. Đây. Y, chỗ này chắc là thế là anh này sai à? A này sai rồi. Y thủy phân trong môi trường kiềm thu được ancol Z, đây thu được ancol Z đây. Chính xác. Ancol Z này hòa tan được sẽ là nhiệt độ thường, công thức cấu tạo của chất định kỳ là. À đâu, thế thì anh này vẫn đúng. Ancol Z đây. Đúng đấy, thằng ancol Z này còn hòa tan được cơ. Đây, ra ancol Z này. OH này. OH, hai OH liền kề, vậy hòa tan được. Vậy công thức cấu tạo của chất X và chất Y, đáp án đúng của chúng ta nó lại phải là đáp án A. Câu số 9 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Metin stearic là axit no. Mày hỏi đúng. Metin format có phản ứng trắng bạc. Đấy. Chính xác. Đầu HCO. Thủy phân vinin acetat. CH3COOCH nối đôi CH2. Thì thủy phân anh này không bao giờ thu được ancol metallic mà mình thu được CH3COONA và CH3CHO cả. Được chưa? Vì vậy nên phát biểu sai chúng ta là C. 9 C. 10. Hợp chất nào sau đây cho phản ứng trắng gương thì đầu nó phải có đầu HCO. Đây. C ạ. 11. Cho hợp hai axit béo gồm axit oleic thì ký hiệu là số 1. Axit stearic ký hiệu là số 2. Tác dụng với glycerol, đứa nào mà học cái phần chất béo của thầy thì biết ngay. Có mấy ạ? Tô ngay. Nhờ, có 6. Được chưa? Đây, tối đa mình sẽ có là 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 có 6. Rất dễ nhá, cái câu 11. Học thầy cực kỳ xịn đúng không? Câu 12, xà phòng hóa hỗn hợp gồm thì thu được sản phẩm gồm. Xà phòng hóa thì anh này mình sẽ thu được CH3CONA là một muối rồi. Và hai ancol là CH3OH và CH5OH. Được chưa? Vậy mình sẽ chỉ thu được một muối và ancol. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 13. Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng dung dịch NaOH sinh ra chất Y C4H6O2 mà tác dụng với NaOH mà sinh ra chất Y là C3H3O2Na. Thì đây là C4 này, trừ đi 3 này còn C này. H6 cộng 1 là H7, trừ đi 3 là H4 này. O2 cộng 1 là O3, trừ đi 2 còn O này. Vậy suy ra nó sẽ chỉ có thể là anh C 2H3COOCH3 metin acrylat nhá. Metin acrylat. Đáp án đúng đáp án A. Câu 14 á, các đặc điểm sau về phản ứng este hóa hoàn toàn là sai rồi. Thuận nghịch là đúng này. Tỏa nhiệt mạnh. Câu 14 á, tỏa nhiệt mạnh có đúng không? Không. Nhanh không. 5 chậm đúng. Vậy mình chỉ có là phản ứng este hóa nó sẽ có hai đặc điểm. 2 và 5. 1 là thuận nghịch, 2 là chậm. Câu 15. Cho dạng các chất. Các chất sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần. Vậy thằng đứng đầu nó phải thằng axit, phân tử khối lớn nhất. Thằng số 3 là thằng axit rồi, phân tử khối lớn nhất. Loại C. Sau đấy đến phân tử khối nhỏ nó là thằng số 1, 3 rồi đến 1. Loại B. Đấy chứ ạ, bây giờ mình so sánh giữa anh 4 và anh 5. Thì anh ancol lúc nào nhiệt độ sôi cũng phải lớn hơn thằng este, nên nó sẽ đến 5 trước rồi đến 4 sau. Vậy đáp án đúng là đáp án A. 3, 1, 5, 4, 2.
Được chưa? Câu 16. Nhận xét nào sau đây không đúng? Chất béo là este của glycerol. Chất béo nó phải là trieste, đúng không? Sai. Hiro hóa hoàn toàn triolin hoặc trilinolin đều thu được tristerin. Cái này chính xác. Tương tự C đúng. Ở đây đề bài hỏi nhận xét nào không đúng. Vậy nó là A rồi. 17 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Mỡ vào NaOH thì sau bước 1 thì thu được hỗn hợp đồng nhất là sai, mỡ vẫn nổi trên NaOH. Sau bước 4 có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên. Chính xác. Ở thế là 17 đáp án sai, chúng ta đáp án A luôn. Xịn quá. 18 ạ. Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm có bao nhiêu este thủy phân thu được ancol? Anh này thu được ancol C3H này, 1. Anh này không thu được ancol bởi vì O quá gần với lại carbon chuyển đổi đôi. Anh này cũng tự tạo thành CH3CHO loại. Anh này là este của phenol, thu được phenol muối natri phenolat chứ không thu được ancol. Anh này thu được anhít. Anh này tương tự, đúng không ạ? Không thu được ancol. Căng nhỉ. Đây, anh này thu được ancol CH5OH. Vậy câu 18 của chúng ta là chỉ có từ từ thầy nhìn xem nào. Một anh, câu 18 á. Một anh đầu tiên là từ từ ạ, thầy nhìn chút. Đây, còn anh này nữa. Đúng không? Một anh, hai anh, ba anh. Ba đáp án đúng đáp án A. Câu 19. Thực hiện phản ứng điều chế isoamin acetat dầu chuối theo trình tự sau. Sau bước 3 thì tách lấy isoamin acetat bằng phương pháp chiết. Được. A đúng. Sau bước 3 hỗn hợp thu được tách thành hai lớp. Chính xác. Sau bước 2 trong nghiệm vẫn còn ancol isoamilic và acid acetic. Chính xác, bởi vì đây là phản ứng thủy phân không hoàn toàn. À, đây là phản ứng este hóa này, nó không hoàn toàn. Halogen đặc vừa làm chất xúc tác vừa làm chất hút nước làm tăng hiệu suất của phản ứng. Đúng nốt nhờ. Vậy chúng ta sẽ tổng cộng cả 4 phát biểu đúng. A. 20. 20 câu cuối cùng khó nhất. 20 lúc nào khó nhất. Mình nhìn nha, các bạn nhìn cho thầy nha. X công thức phân tử là C4H6O2. Mình nhìn thằng phản ứng 2 và thằng phản ứng 3 này thì suy ra thằng X1, X2 đều là các muối chứa natri. Đúng chưa? Từ phản ứng 4 này suy ra thằng X3 là một ancol đơn chức. Đúng không ạ? X3 nó là ancol đơn chức. Thế anh này là C4H6O4. Vậy thì khi và chỉ khi thằng X của chúng ta nó chỉ có thể là thằng HCOO CH2 COO CH3. Thì lúc này mình sẽ có thằng X1 là HCOONa. Thằng X2 nó sẽ là CH2 COONa OH. Thằng X3 nó sẽ là CH3 OH. Thằng X4, đây X4 đây, nó sẽ là HCOH. Thằng X5 nó sẽ là CH2 OH COH. Dung dịch X3 hòa tan là CO2 lần. Sai. X4 và X5 là các hợp chất hữu cơ đơn chức. Sai. X5 là tạp chức. X6 của chúng ta HCHO có hai cái tụ oxy. Sai. X4 có tráng gương. Đúng rồi, đầu HCO X4 có tráng gương. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chuỗi 10 đề lý thuyết của thầy. Và hôm nay là cái buổi cuối cùng của 10 đề lý thuyết. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ buổi sau, chúng ta sẽ chuyển sang phần lý thuyết của Carbogras. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi thầy trong quãng thời gian vừa qua. Nhớ theo dõi liên tục và ủng hộ thầy nhé. Cảm ơn các em rất rất nhiều. Bạn nào muốn tìm hiểu về khoa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy nhá. Bye bye, chào tạm biệt.